Bây giờ là phần thi về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 120, 90, 150 và 125. Những số điểm đang bám khá sát nhau. Và người đầu tiên đến với phần thi này đó chính là Nhật Minh. Xin mời bạn tiến lên phía trước. Nhật Minh, hãy cho chúng tôi biết đấu pháp của bạn ở phần thi này. Giờ em xin chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm đó là lựa chọn của Nhật Minh. Chúc bạn thành công và may mắn. Hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên khi qua đường giao nhau của các loại xe sau đây. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ. Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ. Xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Xe quân sự và xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu từ Bảo Anh. Câu trả lời của em là xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp và xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai. Thứ tự ưu tiên đúng là xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương đi thực hiện nhiệm vụ cấp cứu và xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai. Đó mới là cách sắp xếp chính xác ạ. Không ai giành điểm mất rồi. Nhân Minh có muốn lựa chọn thêm ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Câu hỏi thứ hai dành cho em như sau. Rú trong từ rừng rú có nghĩa là gì? Bụi. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Tiếp tục là Bảo Anh. Câu trả lời của em là rừng. Câu trả lời của Bảo Anh là rú là rừng ạ. Dạ vâng. Khi nhắc tới rừng chúng ta sẽ nói thêm một từ gì nữa mà các bạn thấy quen thuộc không? Cây. Cây. Rừng cây. Có gì nữa không? Rừng núi. Rú có nghĩa là núi ạ. Vâng, đây là một từ cổ và ở khu vực miền Trung thì cũng có khá khá người sử dụng rú có nghĩa là núi. Cũng là một cái thông tin rất là hay dành cho các bạn thí sinh và quý vị khán giả. Bây giờ thì bạn Nhật Minh sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của mình. Câu hỏi như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, I'm Greg and I'm from Brazil. There was an English scientist who contributed to the study of electromagnetism and electrochemistry. He invented and published the phenomenon of electromagnetic induction in 1831. Who was he? Good luck. My answer is Faraday. Bạn đã nghe được những gì ạ? Em nghe nói là có một nhà khoa học người Anh đã phát minh ra cái liên quan tới điện. Nhà phát minh liên quan tới điện thì em chỉ nghĩ tới Faraday. Ông là người đã phát minh và công bố hiện tượng cảm ứng điện từ vào năm 1831 và ông là Michael Faraday, chính xác. Chúc mừng Nhật Minh, bạn có thể trở về vị trí. Và sau đây xin mời cô gái nhỏ mà có võ của chúng ta bước vào phần thi về đích, Chami. Chami, hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em xin lựa chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm. Chúc Chami thành công với lựa chọn này. Tháng 10 năm 2023, Việt Nam và quốc gia nào đã phát hành bộ tem chung giữa hai quốc gia, trong đó một mẫu là hình ảnh môn võ Võ Vi Nam, mẫu còn lại là môn võ Kalaripayattu. Câu trả lời của em là Lào. Xin mời các bạn thí sinh còn lại.
xin mời Bảo Anh. Câu trả lời của em là Mông Cổ. Việt Nam của chúng ta thì có Võ Vi Nam và có một quốc gia khác thì có Võ Kalari Payatu. Đó là Ấn Độ ạ. Câu trả lời phải là Ấn Độ. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho Trà My. Nội dung của câu hỏi như sau. Bón phân và tưới nước quanh gốc nhằm mở rộng đường kính của hệ rễ là ứng dụng dựa trên hiểu biết về hai kiểu hướng động nào? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Tiếp tục là Bảo Anh. Câu trả lời của em là hướng nước và hướng hóa. Sau rất nhiều lần bấm chuông thì bây giờ Bảo Anh đã thành công rồi. Chúc mừng Bảo Anh. Luôn có những nguồn động viên ở ngay cạnh Trà My, em có thể tham vấn ý kiến của mọi người. Em xin lựa chọn ngôi sao Hy Vọng. Dành cho Trà My, chúng tôi tin là khi bạn đã đưa ra quyết định gì rồi thì bạn suy nghĩ rất kỹ. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Cửa hàng A cứ 4 ngày lại có một đợt giảm giá, cửa hàng B cứ 6 ngày lại có một đợt giảm giá, cửa hàng C cứ 9 ngày lại có một đợt giảm giá. Biết rằng vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024, cả 3 cửa hàng A, B, C đều giảm giá. Hỏi lần tiếp theo 3 cửa hàng cùng giảm giá rơi vào ngày tháng năm nào? Không đơn giản. Và My đã lựa chọn ngôi sao Hy Vọng. Bây giờ chắc là cảm xúc đang rất hỗn độn bởi vì em đã dành toàn bộ tâm huyết cho cuộc thi này. Cơ hội cho các bạn thí sinh còn lại. Không có. Hoàn thành xong phần thi của mình rồi, em có thể trở về vị trí nhé. Trước đó xin được hỏi Trà My là Trà My đã tính như thế nào? Trong câu hỏi này thì em tìm bộ chung nhỏ nhất của 4, 9 và 6 là 36. Thì lần tiếp theo giảm giá sẽ là 36 ngày kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Và tháng 2 năm 2024 có 29 ngày, vậy nên là ngày 8 tháng 3 năm 2024 sẽ là ngày giảm giá tiếp theo. Nghĩa là sự bình tĩnh đã giúp em chiến thắng trong câu hỏi này My ạ. Chúc mừng em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi về đích của Bảo Anh. Xin mời bạn. Bảo Anh sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào ạ? Dạ vâng, cho em xin lựa chọn 2 câu 2, 1 câu 3. 20, 20 và 30, thứ tự như vậy đúng rồi Bảo Anh. Dạ vâng. Loài cá nào ở biển có khả năng bay vọt lên mặt nước tới 2 mét, xa khoảng 400 mét với tốc độ 40 km/h? Câu trả lời của em là cá voi. Các bạn thí sinh còn lại, xin mời. Mời Nhật Minh. Câu trả lời của em là cá chuồng. Loài cá này đang nắm giữ kỷ lục Guinness về thời gian bay trên mặt nước dài nhất từng ghi nhận được là 45 giây. Và loài cá này còn có khả năng nhảy cao tới 8 mét trên mặt nước. Và đó là cá chuồn. Xin chúc mừng Nhật Minh. Câu hỏi tiếp theo dành cho Bảo Anh. Năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra chỉ thị về việc xây dựng Cụm Kinh tế Khoa học Dịch vụ DK1 thuộc sự quản lý hành chính của một đặc khu, nay là tỉnh nào? Câu trả lời của em là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chị
chắc chắn rồi, bạn đã có thêm điểm. Bạn còn một câu hỏi có giá trị 30 điểm nữa. Chúc bạn thành công. Bạn hãy thực hiện yêu cầu sau của chương trình. Và đưa đến câu hỏi này dành cho các bạn thí sinh ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ra sân khấu thầy Mai Văn Túc đến từ khối chuyên vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Chào thầy ạ. Phần thi vận dụng lý thuyết vào thực tế của em hôm nay như sau. Đây là hai cuộn dây dẫn đồng chất tiết diện đều được quấn từ một loại dây, chỉ khác nhau về độ dài. Hai đầu dây được nối với hai cái chốt này. Em được sử dụng một cái vôn kế, một cái nguồn điện không đổi, và phải thực hiện thí nghiệm để tìm ra xem chiều dài của cái cuộn dây này là bao nhiêu mm. Trong đó cuộn này nhà sản xuất có ghi là 900 mm. Ở đây là hai cái dây nối có gắn kẹp cá sấu, em có thể sử dụng. Đây là cái nguồn điện không đổi, và bây giờ bật lên thì đã có điện ở hai cực. Và đây là cái đồng hồ vôn kế số, tôi sẽ bật sẵn cho em ở chế độ đo hiệu điện thế. Vâng, câu hỏi đã rõ rồi, và bây giờ thời gian suy nghĩ tại chỗ của Bảo Anh bắt đầu. Xin mời Bảo Anh hãy tiến lên phía trước. Bạn sẽ có 60 giây để thực hành. 60 giây thực hành bắt đầu. Câu trả lời của em là 600 mm. Rất tiếc đây không phải là kết quả đúng. Rồi, xin mời Bảo Anh hãy trở về vị trí. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, bây giờ xin mời thầy Mai Văn Túc hãy đưa ra đáp án ạ. Ta chỉ cần mắc nối tiếp hai cuộn dây này với nhau và đấu vòng nguồn điện, sau đó dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi cuộn dây, và vì điện trở của dây dẫn đồng chất tiết diện đều tỷ lệ với chiều dài, mà hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp lại tỷ lệ với điện trở, vì thế tỷ số chiều dài giữa hai cuộn dây này chính bằng tỷ số giữa hai cái hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi cuộn. Ta làm như sau. Ở đây ta mắc nối tiếp. Đấy, sau đó ta dùng vun kế và ta có thể ghi kết quả 7 V. Đó là hiệu điện thế hai đầu của cuộn dây thứ nhất. 3.5 V là hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây đã biết chiều dài là 900 mm. Chiều dài của cuộn dây cần xác định chính là 1.800 mm, vì cái tỷ số U1 chia U2 nó bằng 2 chia cho 1. Cảm ơn thầy với câu hỏi ạ. Vâng, cảm ơn thầy Mai Văn Túc đã đưa đến một câu hỏi rất thú vị đến cho chương trình. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn rồi. Bạn có thể trở về vị trí nhé. Phần thi về đích cuối cùng sẽ thuộc về bạn Minh Toàn. Xin mời bạn. Minh Toàn hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn về những câu hỏi. Em xin lựa chọn gói 20, 30, 30. 20, 30 và 30 đó là lựa chọn của Minh Toàn. Chúc bạn thành công. Đây là quan điểm của nhà yêu nước nào? Nếu làm con cháu mà quên gia phổ, thời chắc là con cháu bất hiếu.
dân trong nước mà không biết quốc sử, thời chắc dân nước ấy là dân vong tổ. Câu trả lời của em là của Phan Bội Châu ạ. Bạn đưa ra câu trả lời ở những giây cuối cùng và đó là câu trả lời chính xác. Chúc mừng Minh Toàn. Nâng tổng số điểm lên 110 điểm. Minh Toàn sẽ đến với một câu hỏi có giá trị 30 điểm tiếp theo. Hai loại polymer thiên nhiên nào có trữ lượng lớn là sản phẩm lâm nghiệp và ngư nghiệp? Trả lời của em là cellulose và dầu mỏ. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Vâng, hai loại polymer thiên nhiên có trữ lượng lớn sẽ gồm có cellulose. Ngoài ra còn một loại nữa là một thành phần đặc trưng của các thành tế bào của nấm, các khung xương của động vật chân đốt, và đó là chitin hay kitin. Chúng ta còn một câu hỏi nữa thôi. Minh Toàn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Ngôi sao hy vọng dành cho Minh Toàn một câu hỏi cuối cùng này. Chúc bạn thành công. A là số tự nhiên có 2004 chữ số. A là số chia hết cho 9, B là tổng các chữ số của A, C là tổng các chữ số của B, D là tổng các chữ số của C. Tìm D. Câu trả lời của em là 9 ạ. Tôi biết cách tính của bạn. Dạ, theo em nghĩ là vì A là số chia cho 9 nên tổng các chữ số của A cũng sẽ chia cho 9. Do đó tổng các chữ số của B cũng sẽ là một số chia cho 9 và sẽ có tối đa 9 x 2004. B tối đa là 18.036. Do đó là B có 5 chữ số. C là tổng các chữ số của B. Do đó khi mà mình chia đôi lại thì mình có 1 cộng 8 cộng 0 cộng 3 cộng 6 là bằng 18. Và D là tổng các chữ số của D thì 1 cộng 8 là 9. Rất nỗ lực, rất xứng đáng có thêm 60 điểm. Chúc mừng Minh Toàn. Chúc mừng em, phần màn vươn lên xuất sắc. Cảm ơn em. Như vậy xin được chúc mừng Nhật Minh với số điểm 190 và người giành được vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay. Cuộc thi tháng vô cùng đáng nhớ và hy vọng rằng là các bạn sẽ nhìn lại đây như một cuộc chơi để các bạn có thêm cơ hội để rèn luyện. Và chúng ta hãy cùng nhau tổng kết số điểm của 4 bạn thí sinh. Đến từ trường Trung học phổ thông An Phước, Ninh Thuận, bạn Bảo Anh với 110 điểm. Bạn Lê Phạm Minh Toàn đến từ trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, thành phố Hồ Chí Minh giành được số điểm 170. Và cuối cùng chàng trai này cũng đã đội được vòng nguyệt quế, bạn Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Gia Lai, 190 điểm. Xin chúc mừng bạn Lê Trà My đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội với số điểm 145. Đây là một cuộc thi vô cùng quan trọng. Còn quá sớm để nói câu không còn gì để mất vì đây mới là phần thi thứ 2 của chương trình. Em đã chơi đây giấc mơ nay 14 năm. Bao nhiêu phần trăm? Dạ 99%. Bạn chắc chắn câu trả lời đến mức thế được ạ? Thế xin chọn câu 30. Câu trả lời của chúng tôi hơi khác một chút. Rất tiếc không có thí sinh nào giành điểm. Thí sinh nào giành được ưu thế trong phần thi này có thể giành được ưu thế chung cuộc. Rất hồi hộp, rất khó đoán và cực kỳ đáng chờ đợi. Cầu truyền hình được về với
Sau mỗi một cuộc thi chúng ta có những tình bạn thật đẹp. Xin mời cả bốn bạn sẽ cùng nhau bước lên bục vinh quang của chương trình. Cảm ơn các bạn. Và xin trân trọng kính mời thầy Trần Trọng Hà và ông Bùi Văn Dũng sẽ lên sân khấu trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Phần thưởng trị giá 15 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Xin chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn thầy Trần Trọng Hà và ông Bùi Văn Dũng. Như vậy là trên tay tôi lúc này đã đầy đủ danh sách 4 gương mặt thí sinh tham gia vào cuộc thi quý 2. Đầu tiên đó là bạn Nguyễn Thanh Phương đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng với số điểm 180 nhất tháng 1. Nguyễn Minh Đình Thiên nhất tháng 2 đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà Quảng Trị với số điểm 220 nhất tháng 3. Nguyễn Quốc Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai 190 điểm. Cùng với đó chúng ta cũng sẽ gặp lại bạn Lê Phạm Minh Toàn đến từ trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lê Thánh Tông thành phố Hồ Chí Minh với số điểm nhì cao nhất 170. Chắc chắn là khi đã vào cuộc thi tháng rồi thì các bạn thí sinh đã vô cùng nỗ lực và tài năng. Và đôi khi có những việc mà chúng ta chưa thực hiện được theo ý chúng ta mong muốn cũng là một cơ hội để chúng ta tiếp tục rèn luyện để hướng tới một điều gì đó lớn lao hơn, tươi đẹp hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì những nỗ lực vừa rồi. Và chúng tôi muốn gửi lời chân thành cảm ơn tới sự đồng hành của quý vị khán giả. Và chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào Chủ nhật tuần sau. Đây là chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Vâng, quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả. Em thấy khá là tiếc với một vài câu hỏi mà mình không quyết đoán để trả lời. Em cảm thấy là một phần em cũng đã khá là may mắn khi đã trả lời đúng câu hỏi cuối cùng với ngôi sao hy vọng. Nhưng mà em cũng nghĩ là đây là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà em đã bỏ ra trong suốt những tháng qua. Chúc rằng bạn Minh Toàn cũng như là bạn Nhật Minh sẽ thi đấu tốt ở trong trận quý 2 sắp tới. Dạ, trước tiên thì em cảm thấy khá là vui vì đã giành được kết quả tốt trong cuộc thi tháng lần này. Tuy nhiên thì em sẽ vẫn phải cố gắng hết sức để trận thi quý để có thể đạt được những kết quả tốt nhất cho trường và có thể cho một cầu truyền hình cho trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai.